Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Kinh tế Tài chính của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay bao gồm những nội dung chính như sau: phát huy hiệu quả định chế bảo lãnh tín dụng để khơi thông nguồn vốn; lợi nhuận các ngành ngân hàng chi phối chứng khoán Mỹ tuần này; thực hiện chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2012, Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Sydney đã tổ chức chương trình quảng bá du lịch Việt Nam tại hai thành phố Melbourne và Sydney. Mục đích của chương trình là giới thiệu về điểm đến du lịch Việt Nam nhằm thu hút thêm lượng khách du lịch Australia tới Việt Nam. Chương trình cũng là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch, các hãng hàng không gặp gỡ, thiết lập quan hệ, là điều kiện thuận lợi để Việt Nam cung cấp thêm thông tin và giải đáp những thắc mắc của đối tác. Số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch cho thấy trong năm 2011, Việt Nam đã đón gần 290.000 lượt khách Australia, đứng thứ 7 trong top 10 thị trường hàng đầu đón khách tới du lịch tại Việt Nam. Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp là một trong những giải pháp được nhiều chuyên gia đưa ra để tháo gỡ nút thắt khơi thông về nguồn vốn giữa doanh nghiệp và ngân hàng. Nhưng thực tế hiện nay, các quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp đã được thành lập tại các địa phương hoặc được hình thành như một chức năng tại một vài ngân hàng. Nhưng hiệu quả hoạt động vẫn là điều đáng bàn tới. Hiện nay, khó khăn nhất tại khối các doanh nghiệp nhỏ và vừa là thiếu vốn nhưng vẫn không thể tiếp cận được vốn vay ngân hàng do thiếu tài sản đảm bảo, dù cho dự án kinh doanh có khả thi hay chăng nữa. Do đó, bảo lãnh vay vốn là điều mà các doanh nghiệp có thể hướng tới. Đối với các doanh nghiệp mà có phương án sản xuất kinh doanh tốt nhưng thiếu các cái điều kiện để tài sản đảm bảo và chưa đủ điều kiện thì có thể đến Ngân hàng Phát triển Việt Nam để Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng Thương mại. Quỹ bảo lãnh tín dụng họ sẽ đánh giá trên cái năng lực thực hiện trên cái dự án của doanh nghiệp đưa ra thì cái khả năng mở rộng cái nguồn vốn của chúng tôi nó sẽ rộng hơn, do đó chúng tôi sẽ có cơ hội mà phát triển kinh doanh. Mặc dù tại Thành phố Hồ Chí Minh, định chế bảo lãnh tín dụng đã được hình thành trong một số ngân hàng hoặc dưới dạng quỹ bảo lãnh tín dụng của thành phố, song hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa biết đến các hình thức bảo lãnh này. Một số khác tuy có tìm đến quỹ này nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được. Để định chế này thực sự phát huy tác dụng, Ấn Độ là một quốc gia điển hình để chúng ta có thể học hỏi. Người ta tổ chức các cái chương trình đào tạo, huấn luyện những cái người có cái nhu cầu và có cái khả năng khởi nghiệp, đầu năng kinh doanh, thì người ta đào tạo theo đúng những cái chuẩn mực pháp lý rồi những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ, kỹ thuật, kỹ năng kinh doanh. Sau đó thì người ta cấp cái chứng chỉ cho những cái đối tượng đó và người ta có những cái cố vấn sẽ xem xét, có cái tiếng nói rất là quan trọng trong việc quyết định là có cho cái doanh nghiệp vừa và nhỏ đấy vay tiền hay không. Cơ chế bảo lãnh tín dụng vừa giúp doanh nghiệp vay được vốn từ các ngân hàng thương mại, vừa tạo điều kiện để các ngân hàng thương mại mạnh dạn hơn cho doanh nghiệp vay vốn. Trong bối cảnh hiện nay, làm sao để định chế này thực sự mang lại hiệu quả là điều cần thiết để có thể khơi thông được nguồn vốn từ ngân hàng đến doanh nghiệp. Dự án khu khách sạn Champa đã được khởi công tại khu du lịch Champa Island, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Champa Hotel được xem là một dự án du lịch phức hợp, trong đó điểm nhấn là khu khách sạn 4 sao với hơn 140 phòng, được thiết kế với không gian độc đáo. Dự kiến khi dự án khu du lịch Champa Hotel được hoàn thiện, sẽ thiết kế các chương trình tour khám phá sông cái hấp dẫn, loại hình du lịch team building, tổ chức sự kiện và hội nghị, các dịch vụ thể thao nước và khu vui chơi trẻ em, v.v. Không chỉ đưa du khách đến với lợi thế về du lịch trên sông, trên biển, mà còn giúp du khách có cơ hội tìm hiểu thêm về nền văn hóa Champa đặc sắc. Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn SBC đã tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất niên vụ 2012-2013 và trao thưởng cho các khách hàng với tổng giá trị trên 2,4 tỷ đồng. Hiện công ty đã thiết lập 18 chi nhánh cùng hệ thống 1.020 đại lý, 2 siêu thị nông nghiệp và 10 cửa hàng giới thiệu sản phẩm. Bên cạnh đó, công ty từng bước hiện đại hóa dây chuyền sản xuất với 250 mặt hàng thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh cho cây trồng, góp phần bảo vệ mùa màng cho bà con nông dân. Niên vụ 2012-2013, công ty Bảo vệ Thực vật Sài Gòn dự kiến xuất khẩu sản phẩm sang Lào, Campuchia và Myanmar. Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng bởi tình hình khó khăn của nền kinh tế, song nhờ có chiến lược kinh doanh linh hoạt cùng sự nỗ lực nên công ty Minh Long Hưng luôn ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động. Với chức năng chính là thiết kế sản xuất kinh doanh đồ thun cho trẻ em, ngoài các hợp đồng xuất khẩu, Minh Long Hưng còn mở rộng thị trường tại các tỉnh thành trên cả nước, đưa sản phẩm tham gia các đợt bình ổn thị trường. Với những hiệu quả trong hoạt động, lãnh đạo công ty đã vinh dự đón nhận danh hiệu doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu 2012 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.
Sau những diễn biến khởi sắc vào tuần trước, thị trường chứng khoán phiên giao dịch tuần mới đã trở nên dè dặt hơn với thanh khoản sụt giảm mạnh. Đầu tuần VN Index khởi động với tín hiệu tốt khi vừa mở cửa phiên giao dịch. Tuy nhiên, vào cuối giờ giao dịch buổi sáng, các blue chip đồng loạt giảm giá đã kéo VN Index quay đầu giảm điểm theo. Khép phiên VN Index giảm 0,98 điểm khi dừng tại mốc 391,56 điểm. Giao dịch sôi động nhất là các mã VNM, VIC, ITA và EIB. Tại sàn Hà Nội, các cổ phiếu lớn cũng không phát huy vai trò nâng đỡ, mà còn kéo HNX Index xuống 0,5 điểm khi dừng tại mức 54,94 điểm. Với tâm lý thận trọng của nhiều nhà đầu tư, thanh khoản phiên hôm nay sụt giảm mạnh so với tuần trước. Toàn sàn chỉ có hơn 60 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương đương với 596,91 tỷ đồng. Mùa báo cáo thu nhập đã bắt đầu, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều hy vọng cho nhà đầu tư Mỹ trong tuần này. Tuy nhiên, họ lại trở nên cảnh giác trước triển vọng lợi nhuận mờ nhạt của các nhóm ngành ngân hàng ở Mỹ. Trong tháng 9, gói kích thích của Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ FED thực sự là một cú hích giúp thị trường đạt mức cao nhất 5 năm. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Mỹ ở thời điểm hiện tại đang chuyển hướng tập trung sang triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp. Và bức tranh đó dường như không mấy sáng sủa. Trong tuần này, nhóm cổ phiếu tài chính sẽ nhận được sự chú ý nhiều nhất do nhiều tên tuổi quan trọng trong ngành ngân hàng như Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs và Morgan Stanley công bố lợi nhuận. Lợi nhuận của các doanh nghiệp có mặt trong chỉ số S&P 500 ước tính giảm 3% trong quý này so với một năm trước. Đây cũng là lần đầu tiên sau 3 năm lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp này sụt giảm, chủ yếu là do tăng trưởng chậm ở Trung Quốc và khủng hoảng nợ ở châu Âu. Một nửa số doanh nghiệp không đạt mục tiêu doanh thu, trong khi 1/4 số doanh nghiệp không đạt lợi nhuận như dự đoán. Sức ép lạm phát giảm tạo điều kiện cho Trung Quốc nới lỏng chính sách hơn nữa, như tiếp tục hạ lãi suất nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Trung Quốc, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9 của nước này giảm 1,9% từ mức 2% của tháng 8. Mức giảm này khớp với dự báo của các chuyên gia. Chỉ số giá sản xuất cũng giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá lương thực và nhiên liệu giảm dần giúp lạm phát của Trung Quốc về mức thấp nhất 2 năm. CPI của Trung Quốc có xu hướng giảm sau khi lên 6,5% đỉnh vào tháng 7 năm 2011, cao nhất 3 năm. Điều này tạo điều kiện cho Trung Quốc nới lỏng chính sách hơn nữa. Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Yi Gang cho rằng, lạm phát năm nay của nước này sẽ khoảng 2,7% và tăng trưởng khoảng 7,8%. Mối đe dọa chính đến lạm phát Trung Quốc trong dài hạn là giá nguyên liệu thô nhập khẩu, năng lượng và một số hàng hóa khác có thể tăng do biện pháp nới lỏng tiền tệ của nhiều quốc gia. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Kinh tế Tài chính hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai phát sóng trên kênh HTV7. Thân ái, chào tạm biệt.